Thưa quý vị, giữa đường thấy chuyện bất bình chẳng tha. Câu thơ trong tác phẩm Lục Vân Tiên nổi tiếng nói về những cử chỉ cao đẹp, nghĩa hiệp trên đời. Chắc hẳn nhiều người đã từng đọc, từng nghe qua và coi cách hành xử đó là điều đương nhiên phải làm. Tuy nhiên, dường như xã hội hiện đại đang ngày càng xuất hiện nhiều hơn những câu chuyện về sự vô cảm giữa con người với con người. Vậy đâu là căn nguyên của hiện tượng này? Phóng sự ngay sau đây sẽ phần nào lý giải. Con người đã nhận thức càng ngày nó đã kém. Mà thực ra thì người bị nạn và người gây thương tích cho em là em đều không biết ở đâu là tên là gì, ở đâu như thế nào. Những câu nói trong cơn đau đớn của anh Sơn, nhân vật chính của câu chuyện Làm Phúc Phải Tội khi cứu người bị tai nạn giao thông, đang gây xôn xao dư luận trong những ngày gần đây. Sau sự việc trên, chẳng ai dám chắc anh sẽ tiếp tục ra tay hiệp nghĩa, giúp đỡ người gặp nạn như trước đó anh vẫn thường làm. Em không phải một lần mà quá nhiều lần nó cứu người như thế rồi. Thế thì lên đến nơi thì thấy thế thì cũng nhìn em lúc bây giờ là vẫn nằm ở dưới đất. Thì nói là mày làm phúc toàn phải tội thôi. Hàng bao nhiêu lần rồi chứ có phải một lần đâu. Tệ người ta thì lúc bây giờ nó có ngóc đầu lên nó nói một câu là thấy người ta chết không cứu à. À thế xong bảo đấy mày cứu bây giờ hậu quả đấy mày có thấy không? Trước đó, ngay trong những ngày đầu năm của năm mới 2017, một chủ nhà trọ ở Bình Dương sau khi đứng ra can ngăn hai nhóm thanh niên đánh nhau trước cửa nhà mình thì đã bị các đối tượng dùng dao đâm trọng thương và tử vong trên đường đi cấp cứu. Vụ việc cứu người gặp nạn nhưng rồi bị chính người quen của nạn nhân đâm trọng thương xảy ra ở Bắc Ninh vừa qua, cũng như những vụ việc tương tự khác, cho thấy sự vô cảm gia tăng là có lý do khi người tốt, người ra tay nghĩa hiệp lại bị vạ lây. Bây giờ ta nói đến cái sự vô cảm trước cái đồng loại thì đây cũng là một cái, tức là bằng chứng em tôi cứu giúp người ta, nhưng mà cuối cùng lại nếu như không kịp, tức là cấp cứu, thì khi có nghĩa là tính mạng của mình là gọi là cũng không còn. Khi mà cái không gian xã hội, khi mà cái bối cảnh xã hội về mặt tinh thần, thái độ nó như vậy thì nhạy sẽ nhiều người tốt lại càng co mình lại hơn, mà không biểu tỏ cái thái độ, không thể hiện những cái hành vi cứu giúp người bị nạn thì không thể nói khác hơn được rằng đó là một cái tình trạng vô cảm của xã hội. Và dường như cái những cái gì nó mang tính chất là vụ lợi, thực dụng, né tránh này, hoặc là không dám ủng hộ cái tốt, cái đẹp, cái đúng thì đang tạm thời lên ngôi chẳng. Một cuộc khảo sát tại trường tiểu học Nam Trung Yên được thực hiện nhằm che giấu hành vi chưa đúng trước đó của một nhà giáo, người đứng đầu nhà trường. Và hệ quả là người ta đang thấy bóng dáng của một tập thể thiếu trung thực, một tập thể đã vô tình hoặc cố ý thể hiện sự vô cảm ngay trong chính hệ thống giáo dục, nơi đang đào tạo những đứa trẻ đang trong giai đoạn hình thành nhân cách. Tôi mong rằng là con tôi được đi học, học gì là học cái chữ và học phải học được cả cái tính trung thực nữa. Nhưng mà như vậy là nhà trường đã làm cho các cháu coi như là biến các cháu thành những người không trung thực rồi. Trong trường hợp của một cái cô giáo ở trường Nam Trung Yên thì nó không chỉ là sự vô cảm bình thường, bởi lẽ là đã có một sâu chuỗi các hành vi để tìm cách trốn tội, nếu có thể gọi như vậy. Tất nhiên ở đấy chúng ta chưa nói là có tội hay không, nhưng ít nhất là để chạy cái lỗi của mình. Giống như sự sắp đặt một kịch bản mới thì chắc chắn đó là sự đỉnh điểm của sự vô cảm. Nhật Bản, một quốc gia hàng đầu trong ngành sản xuất chế tạo robot trên thế giới, gần đây liên tục đưa ra những sản phẩm người máy thông minh với trí tuệ nhân tạo. Ngoài những cử động bình thường, còn có thể biểu đạt cảm xúc giống con người. Trong khi khoa học hiện đại muốn những cỗ máy vô tri, có tình cảm, thì dường như con người, với các tác động tiêu cực của xã hội xung quanh, lại đang dần trở nên vô cảm trước chính đồng loại của mình. Có thể hiểu và cảm thông được với sự vô cảm trong những sự vụ nhất định, khi nhiều người sợ bị vạ lây. Nhưng theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Trịnh Hòa Bình, nếu khi sự tử tế bị trả giá, thì những việc thiện lương, những con người tốt sẽ dần co cụm lại trong xã hội. Và khi đó, tìm được một anh chàng Lục Vân Tiên ra tay nghĩa hiệp cứu người thời nay là rất hiếm gặp.